bạn son bá ừ. bạn hỏi rằng là bác sĩ cho em xin phát đồ chữa bệnh đầu đen kén ruột trên ngan với ạ xin mời dạ vâng à, đây nó là cái bệnh kén ruột ở trên ngan thì là nó là cái bệnh cũng là mới không phải là mới lắm nhưng mà thực tế là khi ngan bị bệnh kén ruột đấy thì các bác phải nhìn thứ nhất là về vấn đề là các bác phải nhớ ngay là vấn đề là bác phải tải được run sáng là một mấy cái thứ hai là kén ruột ở ngan thì nó xảy ra ở đạn ruột ruột già và ruột non cũng có nó dạng thành mổ khám ra nó thành đóng kén dài đấy nên là cái về cái vấn đề là ngan sẽ bỏ ăn và không tiêu hóa rất chi là kém cái vấn đề này là các bác phải trước mắt là các bác xử lý cho mình các bác sử dụng cái sản phẩm là siêu giải độc gan thận đấy của công ty uh, supervet này các bác pha cùng với men tiêu hóa các bác pha cho nó uống và kèm với hạ sốt trong trường hợp này ngan rất chi là sốt nhé đấy các bác pha cho uống trước đấy, sau đó là các bác mới xử lý đến cái vấn đề là sử dụng cái dòng đặc trị về cái bệnh kén ruột hay còn gọi là cái bệnh đầu đen ở trên ngan. Nó cũng sử dụng cái sản phẩm giống như ở trên gà. Đó là các bác, các bác sử dụng cái sản phẩm đó là Sulfamolo kết hợp với Trimetophen. mà công ty uh, Supervet nó cũng có uh, cái sản phẩm đây đặc trị ký sinh trùng đây các bác. Đấy, các bác xử lý cái sản phẩm này một gói này là dùng cho được 1 tấn ngàn nha các bác nha. Các bác cho dùng vào buổi sáng cho mình. Đấy, đánh trong vòng khoảng độ tầm 5 ngày thì là sẽ dứt điểm được cái bệnh uh, kén ruột ở trên ngan. mà cái này là cũng là cái kinh nghiệm mà mình cũng đã từng gặp ở trên uh, thị trường thì uh, uh, cảm ơn câu hỏi uh, của của bạn uh, son bá nhé